Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách xử lý đối với một cái trường hợp mà hầu như bạn nào mà xài cái khỏ ga đều bị. Đó là vấn đề mà cái lửa nó yếu các bạn. Thành ra dẫn tới việc mà bật nó không lên lửa. Ví dụ cái của mình đây, bây giờ nó đã yếu lửa và bật không lên lửa. Bật mãi không lên lửa các bạn. Thì các bạn xem cái lửa này rất là yếu. Thấy không? Không thấy được tia lửa luôn các bạn. Rồi, trong trường hợp này thì mình cứ tháo ra để sửa nó rất đơn giản các bạn. Đây mình sẽ tháo ra mình sửa nhé. Ok, như vậy mình đã sửa xong các bạn. Và cái lửa rất là mạnh luôn, các bạn xem nhé. Thấy không? Lửa rất là mạnh. Rồi, như vậy các bạn thấy lửa rất là mạnh đúng không? Bây giờ mình sẽ lắp vào để test các bạn xem nhé. Một phát là lên lửa ngay. Đây. Thấy không các bạn? Đấy. Một phát một là lên lửa. Đấy, tuyệt vời không các bạn? Như vậy là khi mà cái đèn khò nó hư, mình chỉ cần một cái hộp quẹt hư thôi là mình có thể sửa được cái đèn khò này để bớt rất nhiều chi phí so với các bạn mà vất đi mua một cái mới mấy trăm ngàn. Rồi các bạn thấy clip hay tặng một like và chia sẻ bạn bè các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn nha.